bạn thì em đang ở lounge sân bay Tân Sơn Nhất, chuẩn bị đi Bangkok một lần nữa. Mỗi năm, năm nào cũng đi phải mấy lần các mọi người. Thái rất là gần, rất là vui. Hôm nay Tiên và Thao sẽ đi với một cặp đôi rất là thân với Tiên và Đác nữa, thì Tiên sẽ nói mọi người cặp đôi đó là không nha. Còn bây giờ thì cũng biết đó. Tiên vừa mới đến khách sạn, bây giờ sẽ quay room tour cho mọi người nha. Hôm nay thì Tiên ở Marriott Bonvoy nha mọi người. Cách giảm cũng 20 phút, nhưng mà phòng rất ok luôn, rất bự. Em có người đang đói bụng. Rồi đây là cái cửa sổ nè, có một cái khu ghế ngồi nha mọi người. Đó. Xong rồi giường. Đây. Cửa sổ tiếp, view. Nó cũng hơi xa trung tâm một chút nhưng mà Tiên thấy phòng rất là ok nên Tiên đặt đó. Đây là restroom nè mọi người. Đẹp chưa? Ánh sáng siêu đẹp luôn á mọi người. Oh my gosh. Đây, có cái cửa nữa. Ta-da. Bây giờ tụi mình sang một chút và sẽ đi xe đạp thôi. Đang ở dưới hồ bơi. Đây sáng luôn. Hồ bơi ở đây. Đi tập trước. Rồi tụi em sáng lại xuống tiệm bơi. Vậy đôi khi khó. Đây, và couple ngày hôm nay Tiên đi cùng. Ta-da! Say hi to the vlog. What's up YouTube? Welcome back to my channel. Bây giờ tụi mình sẽ đi ra M-Sphere nha mọi người. Lần trước cũng đi M-Sphere rồi. Trưa nay là mình không ăn gì luôn á. Yeah. Trưa nay mình ăn gì? Trưa nay là ăn mấy cái xin của Lawson, mà bây giờ 3 giờ chiều rồi là phải đợi Nguyên với người yêu Nguyên tới. Cũng mong 1 tiếng mấy. Với lại hai bạn đang bị trào ngược. Hôm qua ăn cái gì á? Anh yêu gì anh nói tào lao quá. Bây giờ tụi mình sẽ đi ăn nha. Đây không biết là lần thứ mấy Tiên đã đến Bangkok rồi và lần nào đi cũng háo hức như lần đầu tiên hết đó. Đợt này còn đi với Nguyên và bạn trai Nguyên nữa, cho nên là nó còn ít hai niềm vui cho mọi người. BTS Tiên đi đến M-Sphere, đây là một cái mall cũng có mặt ở Bangkok cũng khoảng 2 năm rồi, nhưng mà mọi người cũng rất là thích cái mall này. Nguyên thì chưa đi bao giờ cho nên là Tiên có dẫn Nguyên đến. Này tự nhiên là biết nó bị lỗi á, nên là đang giới thiệu là đang ở M Quartier và chuẩn bị đi bộ qua bên M Sphere. Tụi mình đi vô Gentle Monster để thử kiến và cầu thử cái mắt kiến này nhìn ta chấm quá. Thì tụi mình đi bộ từ M Quartier qua M Sphere thì khoảng 5 phút thôi, đi bộ trên cái chỗ đi bộ trên không rất là đẹp. Cuối cùng vào lúc 4 giờ chiều tôi mới có một cái bữa ăn đàng hoàng. Rất là đói bụng luôn rồi đó. Nên là bây giờ sẽ đợi đồ ăn ra. Hay là Tiên gọi một cái phát thái với lại steak thấy cũng ngon lắm. Ở trong M Sphere nha. Mọi người ơi, nếu mọi người đến Bangkok mọi người phải thử cái chỗ này cho Tiên nha. Nó bán kiểu bánh lá dứa mọi người, mà nhìn ngon lắm luôn. Bạn nào thích ngọt hoặc thích lá dứa thì chắc chắn sẽ phải đến chỗ này thử nha. Rất rất ngon. Đây nè mọi người, nhìn nè, rất là ngon luôn á mọi người. Nói chung là cái này là bạn nào mà thích ăn lá dứa là rất rất ngon luôn. Chắc trước khi tôi về tôi phải mua quá. Tụi mình đang ở Me too. Em Aquarium. Em Aquarium đang ăn tối nha mọi người. Ăn kiểu đồ Thái Lan lắm. You sure buddy? Đó, tự nhiên ăn xong rồi mới nhớ là chưa có quay. Hát rập bao, trứng chiên, gỏi. Cái kia là gì? Fish balls. Chả cá, chiên. Do xong rồi tụi mình sẽ đi massage nha. Mọi người, thứ hai ở Bangkok. Bây giờ Tiên đang get ready để chuẩn bị đi ăn sáng. Mọi người coi outfit này đây nha. Đây Tiên mặc một cái váy này của Something Apparels. Có bán ở The Space nè. Áo này hình như của Olala Studio lâu lắm rồi. Bây giờ Tiên mới lấy ra Tiên mặc cho mọi người. Nhưng mà yeah, sporty. Bây giờ Tiên sẽ get ready nhé. Tiên đã get ready xong rồi. Và bây giờ sẽ chắc là đi ăn trước.
tại vì Nguyên chưa có dậy nữa, tôi không biết khi nào má nó dậy, nên là bây giờ Tiên sẽ đi ăn trước xong rồi sẽ gặp mọi người sau. Ok, tụi mình vừa mới đến xem Paragon và lại chờ lại mưa nữa rồi mọi người. Không hiểu sao hai ngày hôm nay đi Thái là ngày nào cũng mưa. Đùng đùng. Đúng. Bây giờ thì sẽ kiếm chỗ ăn nha. Nguyên với Đinh vẫn chưa có xong nên là tụi mình sẽ đi ăn trước. Chắc là ăn mốt noodle. Hoặc là ăn cái lẩu. Đang coi ăn cái gì. Let's see. Chỗ này là đã có trên blog một lần, lần trước đi ăn, đi Thái ăn rồi mọi người. Đây là cái lẩu tên là gì chồng? Hitori gì đó. Hitori Shabu nha mọi người. Tiên ăn ở Siam Paragon nha. Nếu mà bà nào mà thích ăn lẩu kiểu Nhật mà kiểu lẩu khô xào xào á, sukiyaki đồ á, thì mọi người tới đây ăn thử nha, rất là ngon. 10 điểm. Bây giờ tụi mình sẽ gọi món nha. Đây là mình tiên gọi một cái này là gì vậy? Heo à, đây. Bò này là bò Wagyu của tiên gọi A5 nha mọi người. Xong bây giờ tiên sẽ bỏ vô trong này tiên ăn. Bỏ cục mỡ nào chồng? À đây đúng không? Em ơi. Bỏ một muối vô trước. Ok. Phải ăn trà cục mỡ vô trong. Ok. Nhiều vô. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ. Đây, nó có lấy chiếc nữa. Ồ. Mình chà vô. Sau khi mà xào cái bò xong đó là tụi mình sẽ làm thành một cái lẩu như thế này. Để mình bỏ bò vô mình nhúng luôn. Đó, mọi người có thể ăn hai kiểu, một cái kiểu lẩu khô, kiểu lẩu nước thì giờ là sẽ ăn lẩu nước. Mọi người lấy một miếng bò vậy nè. Mọi người xuống, mình ăn, mình chấm với trứng nè mọi người. Đây, yeah, quá ngon đi. Ok, thì tụi mình đã đi Siam Paragon xong rồi, mua được một vài thứ ở Zara Home. Bây giờ Tiên sẽ đi qua cái chỗ ăn trưa cùng với Nguyên để mình ăn brunch nha. Yeah. Tới quán tên là Friends. Friends. Friends? Oh yeah. Đồ ăn là brunch cho mọi người. Chỗ này khá là ngon. Ngon à. Chỗ này Nguyên kiếm. Tiên order một cái classic breakfast có trứng, xúc xích, khoai tây, cà chua. Yeah. Kể tụi mình sẽ đi bộ qua quanh Bangkok nha mọi người. Chỗ nó cũng như này cũng đang khá là nổi á. Let's do a thumbnail baby. Kiss me and then kiss Nguyệt. Yeah baby. Kiss. Kiss like this. Okay. Like this? Okay. Sáng nay giờ rất là mưa luôn. Giờ mình ăn quá nè. Woohoo! Bangkok. Đợt này quay hơi bị nhiều nha mọi người. Chụp vía đi. Bình thường cầm cái máy lên là 5 phút sau là quên rồi. Hôm nay là nhớ đi đâu cũng cầm là cũng nói nha. Một like. Tối nay tụi mình sẽ đi đâu vậy? Tối nay là tụi mình sẽ đi Nana Plaza. Nếu mà ai chưa biết thì đó sẽ là cái Red Light District của Thái Lan, Bangkok Thái Lan nha. Lý do tại sao tụi mình đi là vì mình thôi, muốn giải thích kiểu gì vậy? Mình giải thích quá trời vậy. Sao? Tưởng kênh của anh á. Ừ. Là mình muốn bạn của Kyle trải nghiệm thử Red Light. Trải nghiệm thử Red Light District của Thái Lan nó khác gì với của nước ngoài ha. Ok.
One Bangkok là một cái mall vừa mới mở vào tháng trước, tháng 10, 2024 thôi. Nhưng mà đây là một cái mall rất bự nha mọi người. Có tất cả những cái nhãn hàng mọi người có thể nghĩ tới, bao gồm có triển lãm, trò chơi, rất là nhiều thứ luôn. Thì One Bangkok là một cái bất động sản mà một trong những bất động sản lớn nhất tại bên Thái. Và cái số tiền đầu tư tổng sau cái bất động sản này nó chiếm đến là 120 tỷ bạc là mọi người. Con số cực kỳ khủng luôn. Phải đặt chân đến đây mọi người hiểu được là cái mall này nó bự cỡ nào, nhưng mà nó chỉ là một phần nhỏ so với cái bất động sản này thôi á. Dữ vậy bà. Rồi đây là một museum ở trong One Bangkok. Ôi dữ kìa. Dữ gì bà? Ôi dữ gì bà? Trời đẹp quá nha mọi người ơi. Đây là cái mall One Bangkok mới nè. Bên ngoài nó có cái vườn. Yeah, it's weird. Sunny and rainy. Đây là ngày cuối cùng mình ở Thái. Tối nay tụi mình sẽ về lại Việt Nam. Giờ Nguyên thì về trước buổi sáng rồi, tại vì tối nay Nguyên có job á, nên là phải đi về làm. Nên bây giờ tụi mình sẽ đi ăn sáng nha, ở M Sphere again. Đi đến M Sphere rồi, hôm nay tụi mình sẽ ăn cái món đậu. Cái tên của cái hàng này tiếng tiếng Thái luôn mà. Cái gì đó hết món. Nhưng mà nó nằm với em Sphere nha mọi người. Mình đã tin quay cho mọi người cái bản này để mọi người thấy tới thì có kia. Không biết có ngon không, chưa ăn. Đây mọi người nha, lẩu là lẩu một người nha mọi người. Đó, ăn cái quán thịt này. Tên này. Lẩu thì Tiên sẽ chọn cái không cay luôn. Theo sẽ chọn mức cay là số 2. Sẽ gọi bò nha, rồi đây là những cái topping cùng nè. Rồi đây là mì, cũng như là... Đây là cái gì vậy chồng? Cái đó là bỏ vô đây hả? À, bỏ vô lẩu. Đó mọi người, còn đây là sốt chấm nha. Yeah, ăn thôi. Bỏ vô đúng không? Tự nhiên em vô làm trước. Tự nhiên không mọi người. Bỏ, kiểu bỏ thôi, kêu người ta là bỏ trước, bỏ đi. Gì vậy? Bỏ vô mà, nó cứ bỏ vô. Phê chèm bỏ thì vô rồi. Đúng rồi đó. Cái này cái vị súp nó giống như bốt nước độ. Nó là bốt nước độ mà. Nó không lai bên bốt nước độ mà. Thử súp nha. Ấm đà, ngon nha. Tụi mình đang ở một cái tiệm ăn Park Rapao của Mark Wins. Không biết mọi người biết Mark Wins sao, mỏng là một food reviewer. Kêu... Mà nổi trên YouTube luôn á. Kêu thường khi ăn cơm kêu hay coi nhiều lắm. Mà kêu hôm nay mới được có dịp đi ăn cái quán của ổng. Thì cái quán này của ổng chỉ bán đúng một món thôi, là cái món Park Rapao. Park Rapao là cái gì? Cơm với thịt. Cơm với thịt, chân. Xào với lá húng quế. Cái này là cái món đặc sản của Thái Lan á. Đó, cũng ngon lắm mọi người. Giờ mình sẽ đang đợi bạn cũng không lâu lắm, cỡ 15-20 phút. Ừ. Mà đi cái giờ này là cũng chưa phải giờ trưa lắm nha. Hơi chiều rồi đó mọi người. Cái quán nó cũng khá là nhỏ nhưng mà khá là đông á. Ừ. Đây là mình ngồi là tầng 2 mà ngồi đó đông không mọi người. Tụi mình phải đợi 15-20 phút mới có bạn. Mình giờ đợi thêm cho khoảng 10-15 phút nữa mới có đồ. Đúng rồi. Đó nha mọi người, mình sẽ gọi cái không cay nhất. Nó có 5 mấy cấp độ rồi. 5 cấp độ. Yeah.
không cay nhất rồi đó. Không là nó cay. Cái kia là gì đó? Nước mắm. Mắm mắm. Có cái kia nguyên này không ạ? Đi bà. Cái chân sau đấy là ấy quá hả? Chân vịt mà. Nhưng mà đúng là cái này là thịt heo chứ không phải thịt bò đúng không? Đúng hả? Tao sáng ra cái này ở mình. Anh là brand xanh đó ngọt hơn. Thích thích tốt.